Thưa quý vị, trong đội hình của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, mỗi khi nhắc đến chiến công của đồng đội, cán bộ chiến sĩ luôn ghi nhận và dành cho lực lượng an ninh điều tra một sự cảm phục sâu sắc. Vì nhân dân, 70 năm trôi qua càng khẳng định bước trưởng thành lớn mạnh của lực lượng an ninh điều tra công an thành phố. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh điều tra ngày 31 tháng 12, chúng tôi xin được nói về họ, những người vẫn âm thầm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân thành phố. Sau ngày đất nước giải phóng, lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đã phải bắt tay ngay vào cuộc chiến mới đầy cam go, tập trung đập tan các tổ chức ngụy quân, ngụy quyền còn sót lại, lập nên những chiến công hiển hách, đánh bại các tổ chức phản động như Triệu Hải Âu, Việt Nam Dân tộc Cách mạng Đảng của Nguyễn Văn Bảy. Năm 1997, Đà Nẵng chính thức chia tách và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với sự phát triển vượt bậc ấy, đòi hỏi lực lượng an ninh điều tra công an thành phố cũng phải nỗ lực không ngừng để đem lại sự an toàn bình yên. Đến thăm đại tá Huỳnh Kim Như, nguyên trưởng phòng an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng, thế hệ an ninh điều tra hôm nay xem ông còn hơn cả một người lãnh đạo khi luôn nhận được sự dõi theo và đóng góp quý báu. Ngay sau khi mà thành phố mà chia tách Quảng Nam thì đơn vị còn một nửa, nhưng mà với sự nỗ lực của anh em đoàn kết và nỗ lực của anh em để hoàn tất những nhiệm vụ được giao, học ở trường một phần nhưng mà thực tế ở đơn vị từ những cái vụ việc cụ thể thì anh em sẽ nâng cao tay nghề lên. Trên 100 vụ án là con số mà lực lượng an ninh điều tra đã trực tiếp khám phá, làm rõ từ năm 1997 đến nay, trong đó có nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia rất phức tạp. Tiêu chí đặt ra đối với các điều tra viên là truy tố đúng người, đúng tội, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Năm 2020, khi Covid-19 bùng phát, lực lượng an ninh điều tra công an thành phố cũng xông pha nơi tuyến đầu khi trực tiếp điều tra những vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Khó khăn, nguy hiểm là thế, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm vượt qua, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, bóc gỡ toàn bộ đường dây. Đối tượng nó rất xa, công tác đi lại trong đợt dịch rất là vướng, cho nên là đòi hỏi chúng ta phải trao đổi với nhau thường xuyên trên các điện thoại, xử lý những nội dung nào thiếu, cần và xử lý kịp thời. Khi là đưa được đối tượng tự về đây thì hầu như là các cái tài liệu đầu như đã đầy đủ, cho nên chúng ta đã quyết định những cái nội dung rất chính xác. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cấp ủy, lãnh đạo phòng an ninh điều tra còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Những buổi sinh hoạt truyền thống hay hành quân về nguồn, thăm lại các địa chỉ đỏ càng khiến thế hệ an ninh điều tra hôm nay hiểu và có hướng phấn đấu trách nhiệm hơn. Trong thời gian đến, lực lượng an ninh điều tra công an thành phố sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ nghiệp vụ để xứng đáng với vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng an ninh trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Với những thành tích đạt được, lực lượng an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã được Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố và Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và phần thưởng cao quý khác. Trong những năm gần đây, lực lượng an ninh điều tra đã lập được rất nhiều chiến công, lập lại được một trật tự kỷ cương trong tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Các đồng chí cũng thể hiện rõ bản lĩnh trong việc xử lý kiên quyết những các đối tượng mà có hành vi chống đảng, chống nhà nước. Những thành tích chiến công đạt được trong 70 năm qua chính là động lực để cán bộ chiến sĩ phòng an ninh điều tra công an thành phố tiếp tục vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.